Vâng, chào các bạn nhé. Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Ngày hôm nay một cái nội dung mà tôi rất là muốn chia sẻ với các bạn, cũng như là một số bạn hỏi, đặc biệt là anh Nam Phạm, tôi rất nhớ anh cũng hỏi là về cái mức lương của đại úy hải quân. Đấy. Cho nên là ngày hôm nay thì một cái thông điệp muốn chia sẻ với tất cả mọi người về đối với bộ đội Trường Sa, một trong những lực lượng vũ trang mà được dành rất nhiều tình cảm của mọi người, cũng như rất nhiều bộ phim đã lấy đi nước mắt của khán giả không ít bởi vì những hy sinh mất mát của các anh phải trải qua, phải chịu đựng, và các anh xứng đáng được đất nước ghi nhận những công lao như thế. Các bạn có thể thấy trên đây là đấy là thượng úy Vũ Trường Long, cũng như là qua màn hình các bạn có thể thấy là đại úy Võ Duy Kiên, qua bảo vệ họ Hậu Duệ Mặt Trời, cũng như là một cô bạn gái rất xinh xắn của anh. Đấy. Một phiên bản Hậu Duệ Mặt Trời của Việt Nam và một đại úy hải quân. Một cái thông điệp muốn chia sẻ ở trong chúng tôi thì hiện nay có một câu chuyện rất là vui, đấy là thế thì đại úy Võ Duy Kiên có phải là thủ trưởng của Mũi Trường Long hay không? Đây thì một cái câu chuyện mà ai cũng biết là đáp án rồi, nên là tôi cũng nói, nhưng mà để các bạn biết là ở trong chúng tôi thì những bộ phim mà về quân đội này hoặc là chương trình Sao Trường Ngũ luôn được chúng tôi là đón nhận rất là tích cực, rất là hay, đặc biệt là hiện nay thì khán giả cũng rất là hâm mộ cái này này, cho nên là cũng là một cái đề tài để tôi muốn giới thiệu tất cả mọi người về cái mức lương của bộ đội hải quân, cũng như là để qua đây muốn nói với các bạn là những vất vả có, và thế thì bộ đội ở đấy hải quân thì được được ưu tiên như thế nào. Đấy, một câu chuyện đội các câu chuyện đối với bộ đội hải quân thì là vô vàn các bạn. Đấy, các anh phải chịu những hy sinh vất vả lớn, có những người mà bố mất mà không thể về được, đơn giản bởi vì là có bão, mà đã bão thì tàu thuyền không thể nào ra khơi để đưa các anh về đến thắp nén nhang cho bố, rồi là vợ sinh, bố mẹ ốm thì cũng chắc chắn là rất là khó để về. Nhiều người mà làm đám hỏi, làm đám cưới mà chỉ có cô dâu thôi, còn chú rể phải làm nhiệm vụ bởi vì gió là quá lớn, phong ba bão táp là quá lớn, phong ba bão táp theo chính cái đèn của nó. Rồi là những câu chuyện rất là buồn qua những lá thư của các anh cảm động nhưng mà cũng là rất là buồn. Một câu chuyện muốn kể với các bạn đấy là một người anh của tôi thôi. Đấy, anh thì cách đây là 12 năm rồi, anh chọn hai trường, lấy một trường khối A là anh đăng ký Học viện Hải quân, còn trường khối B là anh đăng ký trường Đại học Y Hà Nội. Đối với anh đỗ cả hai trường, Đại học Y Hà Nội thì anh được Á khoa, mà Á khoa của Y Hà Nội thì rất là cao các bạn biết rồi, phải 29 điểm hơn thì đấy, những năm đấy là trường Y Hà Nội rất điểm rất cao, kể cả bây giờ vẫn cao. Cuối cùng là sau không lưỡng lự anh quyết định là chọn trường Hải quân. Đấy, sau đấy là vào trường Hải quân thì anh cũng kể với tôi thôi, tôi và anh hơn tôi 4 tuổi cơ, nhưng mà giống như một người bạn của tôi, anh bảo là tao sang bên trường Học viện Hải quân thì người ta hỏi là tại sao mày không sang bên học y rồi là sau này ra trường làm bác sĩ, thì anh cười anh trả lời rất là vui rất tiếu luôn, anh bảo bây giờ tôi mà sang bên trường y tôi học thì chắc chắn là anh em bên trường y cũng hỏi tôi tại sao mày không học ở Học viện Hải quân để mày làm sĩ quan hải quân mà mày lại theo bác sĩ. Đấy, anh trả lời rất là vui như thế, và hiện nay thì sau khi học xong trường hải quân thì anh tốt nghiệp loại giỏi và được giữ lại trường. Hiện nay anh là quân hàm đang đại úy và chuẩn bị lên thiếu tá rồi. Đấy, một cái câu chuyện rất là vui cũng như là cảm động của một anh chàng mà không có bố chỉ có mẹ thôi. Đấy, rất là nghị lực. Sau này chắc chắn anh sẽ một cán bộ sĩ quan làm những vị trí lãnh đạo to được, bởi vì anh có tài có đức và một cái sự cống hiến rất là lớn. Không để mất thời gian của các bạn thì sau đây tôi xin phép vào cái nội dung chính của ngày hôm nay. Đấy là về cái lương sĩ quan của Trường Sa các bạn nhé. Nhớ là lương ở trường bộ đội Trường Sa chứ không phải là bộ đội hải quân trên đất liền. Lương ở trên đất liền khác ở Trường Sa. Và đối với bộ đội Trường Sa thì có nhiều cái nhất, nhưng mà tôi đã liệt kê ra ba cái nhất rồi. Thứ nhất là làm nhiệm vụ thiêng liêng nhất. Đối với bộ đội hay là các ngành nào cũng có cái danh giá cái quý của nó. Nhưng mà để nói những cái mất mát, những cái thiếu thốn của bộ đội Trường Sa thì chắc tôi nghĩ là chỉ có tình yêu tổ quốc thì mới bù đắp nổi thôi. Một cái sự thiêng liêng rất lớn, và đây là được phần trăm cao nhất, phần trăm được hưởng quyền lợi lương là cao nhất. Tôi không tính bộ đội làm ở nhà giàn cũng như bộ đội làm ở Nam Sudan các bạn nhé. Cái lực lượng này tôi sẽ giới thiệu sau, tiếp là tiêu tiền ít nhất, được rất nhiều người chia sẻ
bạn tôi cũng chia sẻ rồi. Tức là bộ đội ở đây thì có tiền thì cũng không có mà tiêu các bạn. Đấy, có tiền thì cũng muốn tiêu cũng không có, bởi vì ở ngoài đảo thì quán xá hay làm gì có. Đấy, nhớ nhà thì gọi điện về thôi. Còn nếu mà thiếu cơm ăn 3 bữa, còn nếu mà để mà muốn tụ tập căng tin để thư giãn thì cũng là khó. Đấy, ở ngoài kia thì mặc dù là nhà nước rất là quan tâm nhưng mà điều kiện thì không bao giờ rất là khó để mà bằng đất liền các bạn. Thì một cái nội dung về ba cái nhất mà hơi vui một tí mà tôi muốn chia sẻ các bạn như thế. Đấy, về tại sao tôi lại nhắc anh Nam Phạm, bởi vì anh cũng có một câu hỏi rất hay mà chính câu hỏi của anh đã làm động lực để ngày hôm nay tôi thực hiện cái nội dung này muốn chia sẻ với các bạn. Anh muốn làm chia sẻ với lương ở đại sứ quan hải quân, và ngày hôm nay thì em cũng là báo cáo với các bạn cũng như anh là em làm ở Trường Sa luôn, bởi đặc thù cao nhất, và tôi tin là nhiều người cũng tò mò cái nội dung này. Đấy, về vào nội dung chính luôn, tôi xin phép giới thiệu chung về cái lương cơ bản hiện nay đối với ngạch nhà nước lực lượng vũ trang như công an là 1.490.000, vẫn chưa lên 1.6 triệu đâu các bạn nhé. Một số bạn bảo là lên 1.6 triệu rồi nhưng mà tôi khẳng định là chưa các bạn nhé. Vừa rồi Covid-19 nên là hoãn cái này. Về số lương của đại úy thì tất cả các đại úy của quân đội là 5,4 rồi, phụ cấp công vụ ngoài lực lượng vũ trang là 25%, và cái đặc biệt là cái này, tiền khu vực của bộ đội Trường Sa, của quần đảo Trường Sa đấy, là 170%. Tiền thâm niên thì tôi tính chung đại úy là có thể công tác nhiều hơn nhưng mà tôi tính ở đây 10 năm cho nó tròn á, 10 năm 11%, 11 năm 11%, tính từ năm thứ năm rồi đi. Cái tiếp theo là cái tiền chức vụ. Tiền chức vụ là như thế nào? Tiền chức vụ là ví dụ chức vụ lãnh đạo của anh đại úy này là đại trưởng hoặc chính trị viên thì là 0,3, trung đội trưởng chỉ có 0,2. Chức vụ tùy chức vụ càng cao thì cái tiền này càng cao. Nhưng mà ở trung bình nhất của đại úy là chỉ là khoảng 0,3 thôi. Ai phát triển tốt thì có thể lên đảo phó, thậm chí là đảo trưởng của một đảo lớn ở quần đảo Trường Sa. Đấy. Và cách tính như sau, mời các bạn theo dõi nhé. Cái lương cơ bản hiện nay là đây, 1.490.000 đấy nhé, nhân với hệ số 5,4 được 8.046.000. Phụ cấp công vụ là 25%. Cũng nhân với cái lương cơ bản đấy thì được 2.012.000. Đặc biệt tiếp theo cái tiền khu vực bộ đội ở đây được hưởng 170%, rất là cao nhân với cái lương cơ bản đấy các bạn. Đấy, tôi nhân viên phía dưới để cho rõ đây thì được 13.678.000, một số tiền khá là lớn rồi, xứng đáng với những công lao của các anh. Và tiếp theo là cái tiền thâm niên 10%, tôi nói rồi đấy, 10% rồi đúng không ạ? Đấy, rồi là nhân cũng cái mức này thì được 804.000 cái mức lương cơ bản đây. Cái tiền chức vụ là 0,3, lúc nãy tôi vừa giới thiệu rất kỹ rồi. Đây, tôi còn thiếu chữ K nghìn nhé. Đấy là như 149.000 thì được 447.000. Đấy, nhưng mà được 5 khoản là các bạn. Vậy đấy là những khoản mà bộ đội Trường Sa có được. Vậy thì tổng là được bao nhiêu? Tôi sẽ cộng 1, 2, 3, 4, 5 khoản. Thì là được 24 triệu 400, bỏ 24 triệu 987 nghìn các bạn. Khá là cao rồi. Tuy nhiên ở cái mức này vẫn phải trừ một số khoản, ví dụ như đảng phí này và bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm xã hội 1% đảng phí này, thì tôi tính là gần bằng 750.000. Cái này tôi xin khá là không tính ra cụ thể để cái mức mà lương các bạn biết là chỉ dao động quanh cái đấy thôi, không thể nhiều hơn cũng không ít hơn bao nhiêu. Đấy. Vậy thì trừ tất cả các khoản này được bao nhiêu? Ở đây có một cái đặc điểm, có một cái chú ý các bạn nhé. Đối với bộ đội ở Trường Sa, quần đảo Trường Sa công tác thì tỉnh Khánh Hòa sẽ chịu tiền ăn cho các anh, tức là mời cũng như mời đấy. Quần đảo Trường Sa mà là một huyện đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa, và tỉnh Khánh Hòa sẽ chịu tiền ăn đấy cho các anh, như vậy là không mất tiền ăn. Và bộ đội ở đây thì trừ những khoản này thì lương là còn hơn 24 triệu các bạn nhé. Đại úy hải quân Trường Sa đấy, một mức lương mà tôi nghĩ là xứng đáng với những cái đóng góp của các anh. Một năm thì các anh cũng về nhà không quá 2 lần thôi, mỗi lần đi là một nỗi nhớ, mỗi lần về là một kỷ niệm. Đấy, qua một cái nội dung thông điệp tôi muốn chia sẻ với các bạn thì hy vọng là nhận được sự tích cực, hữu ích tích cực của các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cũng mong là nhận được sự ủng hộ từ các bạn. Nếu các bạn không thích thì mong là các bạn thông cảm. Đấy, một cái nội dung, một thông điệp muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Chúc chúng ta luôn luôn đoàn kết và cùng nhà, cùng nước, cùng nhân dân thực hiện mọi thắng lợi, mọi nhiệm vụ để chúng ta là gặt hái những thành công hơn nữa trên con đường phía trước. Chào các bạn.